Trung tâm Quản lý Đầu tư và Khai thác Thủy lợi Lâm Đồng hiện quản lý 35 công trình thủy lợi, gồm 17 hồ chứa, 10 đập dân và 8 trạm bơm. Diện tích tưới theo thiết kế là gần 20.000 ha và thực tế phục vụ tưới hàng năm cho khoảng 15.000 ha cây trồng. Riêng năm nay chỉ mới tính riêng vụ sản xuất đông xuân, kế hoạch tưới bị giảm từ 5-7% do nguồn nước khan hiếm hơn năm ngoái, chủ yếu là ở địa bàn các huyện Cát Tiên và Đơn Dương. Nay thì thiếu thuộc diện trầm trọng. Năm 88 thì đã có một thời đoạn tức là bị El Nino. Nay thiếu còn thiếu tệ hơn năm nay, nhưng năm nay hẳn còn có thể là hơi tạm đủ nước thôi. Còn nếu mà mưa mà cỡ chừng 1 tháng, 2 tháng nữa mới mưa thì dân chỗ này là bị hơi cạn nước. Tức là thuộc dạng dòng thác chính là hết. Anh em mà san sẻ được cho nhau thì cái đấy là coi như nâng đỡ nhau để qua cái nguồn mùa nắng. Trước thực tế đó, các giải pháp quản lý sử dụng nước tại các công trình thuộc trung tâm quản lý đã được đưa ra thực hiện nghiêm túc. Điển hình như tại công trình đập dân Đà Châu Mo, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, 140 mét lòng kênh dẫn nước đã được nạo vét ngay từ đầu vụ sản xuất. Đồng thời trong mùa khô khi mực nước hạ thấp, dòng chảy đã được điều chỉnh chảy trực tiếp vào kênh dẫn. Lịch bơm nước cho cây trồng cũng được sắp xếp luân phiên. Vì vậy đã đảm bảo nước tưới cho hơn 250 ha cây trồng trên địa bàn trong suốt thời gian qua. Thực tế năm nay thời tiết khô hạn đấy, nhưng mà công trình ở đây thì đảm bảo nước tưới, cà phê cũng đủ tưới mà lúa cũng đủ tưới, thì phục vụ đảm bảo cho bà con. Đến thời điểm này thì theo thiết kế là 4 công trình thì tưới khoảng 3.700 ha, hiện nay là xã Lâm Hà là nói chung đảm bảo tốt là cái vụ đông xuân năm 2015-16. Người quản lý là gần công trình cho nên là cũng hạn chế được phần nào cái khó khăn trong điều tiết. Bên cạnh đó, Trung tâm Quản lý Đầu tư và Khai thác Thủy lợi Lâm Đồng đã chủ động sửa chữa công trình thủy lợi hư hỏng xuống cấp, khảo sát tình hình thực tế, từ đó có kế hoạch cấp nước cụ thể cho từng địa bàn. Vận động các đối tượng hưởng lợi từ các công trình thủy lợi chia sẻ nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả phục vụ sản xuất, hạn chế tối đa thiệt hại do hạn hán thiếu nước gây ra. Nhìn chung tại các công trình do trung tâm quản lý đều vận hành tốt, khai thác trên 90% công suất thiết kế và phục vụ tốt nhu cầu sản xuất của nhân dân. Tuy nhiên công tác quản lý khai thác các công trình thủy lợi cũng gặp không ít những khó khăn thách thức. Mặc dù là có kế hoạch nhưng nhiều địa bàn vẫn sản xuất tự phát với diện tích tương đối lớn. Mà hiện nay là nhiều khu vực là có thể bị mất trắng đấy. Và một cái khó khăn nữa là do các công trình của mình địa bàn phục vụ rất là xa công trình đầu mối, kênh mương dài đi qua địa hình phức tạp, cho nên người dân sử dụng nguồn nước nhiều nơi còn tự phát, họ chưa có ý thức về cái chuyện tiết kiệm nước. Sau cái đợt đi kiểm tra tình hình hạn hán trên địa bàn toàn tỉnh cùng với sở nông nghiệp và các ngành chức năng thì đã có những cái điều chỉnh về cái kế hoạch dùng nước ở một số địa bàn, đặc biệt là những địa bàn mà sản xuất nông nghiệp rộng lớn như vùng Lâm Hà và vùng Đức Trọng, Đơn Dương. Theo đánh giá của ngành chức năng Lâm Đồng, những cơn mưa đầu mùa vừa xuất hiện tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh mới chỉ có tác động giảm căng thẳng về môi trường, còn nhu cầu nước tưới trong sản xuất nông nghiệp vẫn đang bức thiết, nhất là tại các huyện phía Nam. Các giải pháp tiết kiệm nước, điều tiết nguồn nước một cách phù hợp vẫn đang được tích cực triển khai, cần sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp các ngành và sự hưởng ứng tích cực từ phía người dân để cho những nguồn nước quý giá luôn hữu ích và không lãng phí. Chưa thống kê đầy đủ số lượng cá bị chết đợt này, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, đã có khoảng hơn 10 hộ với số lượng từ vài trăm ký đến cả chục tấn, thiệt hại ước tính trên 1 tỷ đồng. Phần lớn cá chết là cá rô phi và cá trắm cỏ.